Sáng nay, thưa ủy quyền của Trung ương Đoàn, đồng chí Hoàng Cẩm Thạch, Phó Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến nhà trao quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nguy Xuân đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trước đó vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 11, thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo trú tại xã Xuân Hồng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng Trần Trọng Gia Bảo dùng kéo đâm trọng thương. Mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, gia đình, đồng đội, các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Trần Trung Hiếu đã hy sinh vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 17 tháng 11. Sự hy sinh anh dũng của đại úy Trần Trung Hiếu là tấm gương hết mình vì công việc, xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ công an nhân dân và tuổi trẻ công an tỉnh Hà Tĩnh học tập và noi theo. Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB cùng các đơn vị có liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 86 bị can. Theo đó, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 3 tội danh gồm tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ. Các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Một trong số 82 bị can bị đề nghị truy tố có Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước. Kết quả điều tra xác định, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB. Việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng SCB. Hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn để giúp đỡ Trương Mỹ Lan tạo điều kiện cho Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB thực hiện những hành vi sai phạm, nối tiếp sai phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đối tượng Lê Quốc Thống, trú tại phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Lê Quốc Thống là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ GSP cùng đồng bọn đã thành lập 7 công ty để cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn đòi nợ thuê, gọi điện đe dọa, chửi bới, cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự nhằm gây sức ép buộc khách hàng phải trả nợ. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại 0936 86 0000 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ẩn, trú tại tỉnh Bình Định, bản án 9 năm tù. Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2022, tại phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, ông Nguyễn Thanh Hùng đến nhà của Nguyễn Ngọc Ẩn đòi số tiền 300 triệu đồng và có lời nói xúc phạm, nên hai bên đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc xô sát nhau, Ẩn đã dùng dựa chém 3 nhát vào đầu, 1 nhát vào cổ, 1 nhát vào ngực, 1 nhát vào cổ tay trái của ông Hùng. Nhờ có đội mũ bảo hiểm và được người dân can ngăn đưa đi cấp cứu kịp thời, nên ông Hùng không chết mà chỉ bị thương tích với tỷ lệ 19%. Liên quan đến vụ nổ khí ga bên trong nhà máy đóng tàu Dung Quất, hiện đã có 2 nạn nhân tử vong, 6 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện và 1 người đã xuất viện. Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ ga bên trong nhà máy đóng tàu Dung Quất là thợ lắp ráp trú tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, đã tử vong sau 13 ngày điều trị. Trước đó vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11, một vụ nổ khí ga trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất tại buồng bơm tàu Legend đã khiến 9 nạn nhân bị bỏng. Thời điểm trên, các công nhân thuộc phân xưởng ống, xưởng thiết bị tàu, nhà máy chế tạo của công ty đang hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm tàu Legend thì xảy ra sự cố cháy tại két chống dưới đáy buồng bơm gây bỏng cho nhóm công nhân. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố trên là do van đường ống dẫn dầu bị rò rỉ vào trong két chống. Cùng lúc các công nhân tiến hành công việc sinh lửa, hơi dầu phát sinh trong két ống mở ra trước đó bay lên, bắt gặp tia lửa đã gây cháy nổ. Trên địa bàn xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ nổ lớn trong căn bếp của một hộ dân khiến một người chết và hai người bị bỏng nặng.
Thông tin ban đầu vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ căn bếp của nhà bà Nguyễn Thị Thương ở thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn. Khi đến nơi thì người dân phát hiện căn bếp của nhà bà Thương đã bị đổ sập hoàn toàn và bên trong có 3 nam thanh niên bất tỉnh do bị bỏng nặng. Ba nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng Hùng, cháu của bà Thương, Trần Văn Hiếu và Võ Tá Quân cùng chú tại thôn Tân Phong được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Nguyễn Trọng Hùng đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại bị bỏng nặng được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Nhận được tin báo, công an xã Đỉnh Bàn phối hợp với công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do 3 nạn nhân trong quá trình chế tạo pháo trong căn bếp dẫn đến phát nổ. Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo nhập lậu, pháo hoa giả. Đáng chú ý là gần đây các đối tượng nhận thấy người tiêu dùng ưa chuộng các loại pháo hoa được sản xuất bởi nhà máy Z121. Do đó các đối tượng đã sản xuất pháo hoa giả mạo nhãn mác của đơn vị này để lưu thông trên thị trường nhằm thu lợi bất chính. Đây là số lượng pháo hoa giả gắn nhãn pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng khẳng định toàn bộ số hàng này là sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, được các đối tượng in tem nhãn gần giống với sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z121 rồi bán ra thị trường. Chỉ có mỗi mấy cái nhãn mác được in của cơ quan Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, dán vào là xong, nhưng lại thô thiển đến mức là nội dung thì lại còn không đúng, chỉ được cái tên mà lại đặt ở trong khu chung cư này thì đây là trường hợp hiểm họa, tôi phải nói là song trùng. Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến quyền của người tiêu dùng, từ năm 2022, nhà máy Z121 đã thay đổi công nghệ, loại bỏ quy trình sản xuất pháo hoa bằng ống giấy và thay bằng dàn ép bột giấy liền cối. Đây là công nghệ sản xuất pháo hoa duy nhất tại Việt Nam hiện nay và các đối tượng làm giả không thể sao chép được. Đồng thời, tăng cường các biện pháp chống gian lận thương mại như ứng dụng mã QR biến đổi trên từng sản phẩm. Vâng, trên tay tôi là dàn pháo hoa chính hãng do nhà máy Z121 sản xuất. Và để phân biệt với các loại pháo hoa giả đang tràn lan trên thị trường hiện nay thì nhà máy đã gắn mã QR cho từng sản phẩm và người mua dễ dàng sử dụng điện thoại để kiểm tra thông tin về nguồn gốc của sản phẩm này. Chúng tôi tập trung vào mấy cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là chúng tôi tập trung đổi mới công nghệ sản phẩm để nâng cao cái chất lượng sản phẩm để làm sao mà không làm giả được cái sản phẩm đó. Đấy, trên cái quy mô công nghiệp và sản xuất công nghiệp, sản phẩm đảm bảo chất lượng, thương hiệu mẫu mã. Và sản phẩm của chúng tôi là được đánh giá hợp quy với các thông số kỹ thuật phù hợp với cái thông tư 04/2021 của Bộ Công an. Bên cạnh đó, cái giải pháp thứ hai là trên cái sản phẩm của chúng tôi thì có cái tem chống hàng giả, cái dán mã QR code biến đổi. Người mua sản phẩm dễ dàng quét cái mã QR code để nhận diện cái thương hiệu sản phẩm và cái xuất xứ của cái sản phẩm nơi chúng tôi sản xuất. Cái giải pháp thứ ba là chúng tôi đẩy mạnh cái tuyên truyền cho người dân nhận biết được về cái sản phẩm, thế nào là sản phẩm pháo hoa do chúng tôi sản xuất. Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng gia tăng hoạt động mua bán, tàng trữ các loại pháo hoa nhập lậu, pháo hoa giả. Việc sử dụng các loại pháo hoa này là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Theo đó, cùng với các biện pháp của lực lượng chức năng, phía nhà máy đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời hạ giá thành sản phẩm. Điều này sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng và tránh tình trạng tiền mất tật mang khi mua phải pháo hoa nhập lậu, pháo hoa giả. Khuyến cáo người dân ở lĩnh vực này thì báo cáo các đồng chí là cái việc đầu tiên là phải tìm đến các cái cửa hàng, các cái địa chỉ mà các cái cửa hàng cũng như các cái đại lý hệ thống phân phối sản phẩm pháo hoa của chúng tôi trên toàn quốc. Và một cái vấn đề nữa đó là trong cái phần mềm quản lý bán hàng tại các cửa hàng chúng tôi thì khi người mua hàng đến mua sản phẩm của chúng tôi thì phải khai báo thông tin bao gồm là họ tên, địa chỉ này, rồi thì là mục đích sử dụng cái sản phẩm đó và số lượng sản phẩm. Và sau khi mua hàng thì chúng tôi sẽ cấp cho một cái phiếu bán hàng do chúng tôi xuất ra. Và cái đó là cái chứng từ để mà người dân trong quá trình sử dụng đấy được đưa ra để mà khi có cơ quan pháp lý để người ta chứng nhận đây là cái sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng. Pháo hoa nhập lậu, pháo hoa giả đã gây ra rất nhiều hệ lụy. Do đó người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn tinh vi của tội phạm.